Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới. Vatican, sáng thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2020 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ, nhắc các tín hữu nhớ đến việc Chúa Giêsu đã chịu bách hại và mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người phải chịu đựng sự cố chấp với bản án bất công. Đức Thánh Cha nói: trong những ngày mùa chay này, chúng ta đã thấy những cuộc bách hại mà Chúa Giêsu phải chịu, cũng như cách các luật sĩ nổi giận chống lại Chúa thế nào. Chúa vô tội, nhưng đã bị xét xử với sự cố chấp hôm nay tôi muốn cầu nguyện cho tất cả những ai phải chịu đựng một bản án bất công do sự cố chấp và đức thiên cha đã có những lời nhấn mạnh trong bài giảng như sau không ai trong chúng ta đến thế giới này một cách tình cờ mỗi người có một định mệnh một định mệnh tự do định mệnh được thiên chúa tuyển chọn Tôi sinh ra với định mệnh trở thành con chúa, trở thành tôi tớ của thiên chúa với nhiệm vụ phục vụ và xây dựng. Và điều này đã được tiền định từ trong dạ mẹ. Chúa Giêsu đã phục vụ cho đến chết. Với cách phục vụ này, dường như là một sự thất bại. Nhưng đây là một thái độ phục vụ mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Phục vụ là trao ban chính mình cho người khác. Phục vụ không mong được lợi lộc gì. Và Đức Thánh Cha tiếp tục, khi dân chúa tránh xa thái độ phục vụ này, họ trở thành một dân xa rời tôn giáo của chính mình. Họ xa rời ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban. Và khi mỗi chúng ta tránh xa ơn gọi phục vụ này, chúng ta rời xa tình yêu Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận, mỗi người chúng ta có thể vấp ngã. Chỉ có Đức Mẹ và Chúa Giêsu là chưa bao giờ vấp ngã. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Nhưng điều quan trọng là thái độ của chúng ta trước Chúa. Đấng đã tuyển chọn chúng ta. Đấng đã sức giàu trên chúng ta như một người phục vụ và thái độ của một tội nhân. Đó là khả năng xin ơn tha thứ như Thánh phê -rô. Ngài đã khóc, đã hối hận khi nghe tiếng gà gáy. Đây là con đường của người phục vụ. Chúng ta hãy nghĩ chúng ta là những tôi tớ để phục vụ, không phải để lợi dụng cơ hội dành một chỗ trong giáo hội. Đôi khi chúng ta có thể trượt chân vấp ngã, nhưng với ân sủng, ít ra hãy khóc như Thánh Phê-rô.